Alex chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Bây giờ Alex với mẹ đi siêu thị nha. Dạ, yeah, lâu lắm rồi nhà nhỏ mới đi siêu thị nè cô chú. Alex có tiền nè. Hôm nay Hường đi mua quần xịp cho Alex các bạn. Không biết sao mà cái đợt vừa rồi Hường mua cho nó ảnh hả? Quần gì mà rách hết là ảnh kéo quần lên á, hai cái ống ở dưới mà cái cọng dây thun người nó đi lên. Nó rách ngang cái cọng dây thun không? Tội nghiệp không? Nó tìm cô chú ơi. À, Alex hồi nãy Alex lượm được tiền á hả? Ở trên bác sĩ. Nói là bà đó nhiều lắm. Sáng qua nếu quá trời bà đó không lo sống lấy hết luôn. Vậy hả? Rồi đi ra đi mẹ ra. Dạ. Hôm nay Huyền sẽ đi siêu thị với các bạn. Huyền mua chút xíu đồ cho ở nhà, mua đồ ăn cho Bella với lại mua cho Alex mấy cái quần trong. Không biết sao đợt vừa rồi Huyền mua cho Alex 7 cái các bạn. Thường ở đây người ta bán giống như nguyên một lố gì đó, mà chẳng hiểu sao mà nó mau rách, nó rách ngang cái cọng dây thun các bạn. Tội nghiệp đó, nhỏ kéo quần lên á, hai cái ống thì còn ở dưới mà cái cọng dây thun thì nó lên cái lưng. Alex nó mẹ sao kỳ quá, sao kỳ quá. Đó, cho nên là vì hôm nay mình phải đi mua đồ cho ảnh nha. Thường thì đặt cho mẹ không, mà nhưng mà nó chưa về kịp, nó hết đồ bận rồi mình phải đi mua thêm các bạn. Gió. Gió cái cửa. Chuẩn bị nè. Đợi ba ba ra. Lát ngồi càng dây lại con. Hôm nay bên Huyền lạnh lắm cả nhà, sáng nắng chang chang vậy đó, mà tối này trừ 8 độ các bạn. Huyền trùm mền đâu hay đâu anh Hùng á. Ảnh lên lầu anh hút thuốc, anh xuống anh nói trời em biết ngoài nhiêu độ không, trừ 8 độ đó. Thời tiết năm nay lạ lắm. Cứ canh cho trời ấm 150, ấm 150, 250. Lấy có tiền nè. Xuống chưa 250, 250, 250. Ba chở. Rồi càng dây lại đi nè con. Nhanh lên. Mà đi núi, đi núi á phải mặc đồ nổi, có gì lạc á dễ kiếm không, tuột xuống mà có văng vô đâu á dễ tìm, tuyết mà nó có đè đồ á. Ta dễ tìm á các bạn, nhiều khi bão tuyết nữa. Ô mà vô thử thôi, Alex cũng khoái mở rồi ra được nè. Nhìn cái này nhỏ không, các bạn thấy không, mấy cái đồ đi tuyết toàn là màu nổi không nè, cái màu mà ở ngoài các bạn nhìn con mắt nó chói luôn á nha. Mở ra được. Đúng rồi, nếu mà con không thích cọng dây thì con mở ra. Mấy cái quần đó là đi tuyết á các bạn, lên núi á. Thường á có con nít đó các bạn, cái người ta canh những cái mùa giảm giá vậy nè. Người ta mua người ta để dành. Ví dụ như bây giờ Huyền cũng đang đi tìm mua mấy cái đồ mùa đông để cho năm tới Alex dùng á, cho nó rẻ các bạn biết không? Chứ đồ con nít ở đây nó còn mắc hơn người lớn nữa nghe các bạn. Thường một cái là ngàn mấy không? Một đồ của con nít nữa ngàn mấy luôn không à. Huyền á là Huyền mua Huyền còn canh rẻ nữa nha, chứ vợ chồng Hà Huy thấy sang lắm, nó cho con nó bận toàn đồ hiệu không à. Huyền còn canh cho nó sale cho nó giảm chút còn xíu á. Khoan đi giỏi là được à. Khoan á, Tháo con ra trả tiền rồi hả Tháo? Cái này gắn lại này đi hả? Dạ cái đó đẹp á, đẹp thì 700, xấu xấu một chút thì 500. Không có, vô đây đàn ông đàn bà vô cũng được hết á. Dèn te rồi, dèn te. Trời, ảnh cũng chui vô đó. Mệt ghê. Khóa cửa lại luôn. Đây nè, mấy cái quần ở đây các bạn biết không, đồ á nó cũng ví dụ như đi rừng là đồ đi rừng nha các bạn, đi núi là đồ đi núi nè. Đó, người ta bận theo theo cái mà người ta đi đâu là người ta sẽ chọn cái trang phục đó ha. Còn mình nó có gì mình bận nấy thôi. Chứ Na Uy người ta cũng sang lắm. Mấy cái quần này là để đi tour, là đi bộ, đi dạo nữa các bạn. Đi rừng nữa. Ở mùa này thì những cái này bắt đầu nó sẽ giảm giá ha. Ai mà rảnh rảnh thì đi canh sale gì nè, nó rẻ các bạn. Chứ nó nguyên giá nó cũng mắc lắm. Mấy cái mà đi tuyết đồ nè, hay là giày đồ á. Đâu Alex đâu? Alex thấy vừa không? Con đúng rồi, trừ hao năm tới con. Trừ hao năm tới Alex. Nó cũng bây giờ nó tột quần. Tột hả? Còn lấy cái 10 tuổi không ta? Mẹ sợ năm tới Alex chật á. Lấy cái 10 tuổi ha. Nói ba lấy cái 10 tuổi ha. Tại vì năm nay Alex vừa, vậy là năm tới Alex sẽ bị chật á.
Hai cha con lựa gì dữ vậy? Mama mua được con bọc rồi nè. Mama mua được con giỏ rồi. Đẹp chứ bộ. Mà hơi bự hả? Hơi bự á, lấy cái nhỏ hơn Alex. Có không? À, đây nè, mấy cái này nè, tròn tròn nè anh. Để thử rồi. Vậy hả? Trời ơi Alex nè. Đi mua đồ cho Út Bảo, tội nghiệp Út Bảo không có đồ. Ê anh, cái áo này nè, nó cũng giống như áo gió vậy. Đẹp không mẹ? Vậy hả? Trời ơi, nhìn kỳ quá hả? Nè 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 nè. Thôi. Ôi, Alex đeo đẹp đó nha. Đâu? Ừ. Mua đi ba. Mua này hả? Dạ. Mua tặng Alex có tiền mà. Giờ cả nhà nhỏ về nhà chuẩn bị nấu cơm ăn nghe cô chú. Cô chú cô nè. Hôm nay nắng đẹp quá. Cô chú cô Alex có gì nè. Ừ, chút về khoe ha, Alex có súng. Trong xanh cô chú ơi, đã quá. Nhưng mà nó lạnh đi, nhưng mà cái trời vậy nhìn thấy cũng không có buồn gì mấy anh ha. Còn mà nó âm u á thì nó hơi buồn các bạn. Đây thấy tàu của Huyền rồi nè cả nhà. Ở đậu rồi đó. Ở chỗ này anh hạ tàu xuống lên xuống cũng được nè. Dạ. Nè các bạn, cái chỗ này là để mình kéo tàu lên xuống á các bạn. Tàu của Huyền thì các ông hôm bữa ổng sửa đó, ông đem xuống chỗ này ha. Hiện giờ thì cũng ít người bỏ tàu ra lắm cả nhà ơi, tại vì trời còn lạnh đó. Nè người ta khóa cửa lại nè, xuống ngắm mẻ một chút thôi. Có thể ngày mai tụi Huyền mới chạy ra ngoài đó. Bến tàu của tụi Huyền là tuốt ngoài đó đó cả nhà, tuốt ngoài đó đó. Mấy cái nhà này thì cặp biển nè. Ở đây thì các bạn thấy nhỏ ít ha, vài chỗ đậu thôi. Tụi mình mới đi chợ về các bạn. Hồi nói mà đi siêu thị bước ra cái là mất 4 tiếng đồng hồ. Quá chừng quá đó. Hôm nay mình sẽ làm mắm chưng ăn nha các bạn ha. Tự nhiên thèm ăn mắm quá. Đi mua bánh mì nè để cho Alex ăn. Với mua cho Alex mấy cái quần đó, còn hề phẳng. Nè mấy cái quần. Quần áo lạnh. Hồi còn đầy chút nữa. Người ta bán cho nguyên một lốc á, 7 cái, 10 cái, 3 cái. Mình mua càng nhiều thì nó càng rẻ các bạn. Đẹp không? Khoe kìa, ảnh này khoe với ba ảnh. Bánh mì nè. Đó nè, mua quần jean nữa nè. Anh cho ba. Cho ba coi hả? Khoe ba coi. Có một cái hả? Có một cái hả? Dạ. Alex Huyền nó không có mập các bạn, nhưng mà Alex Huyền nó cao. Nó không có bận đồ, nó không có chật, nhưng mà nó cao mà. Còn mấy cái này của má đó. Hai cha con nhà ngươi đang làm gì đây? Hồi nãy câu quá rồi, chuẩn bị postcard này đi câu. Nước sáng quá làm nước vô đồng bộ nước. Năm này nhiều quá. Năm này mình sẽ câu loại cái màu giả này nhiều nè. Cái đó anh không nhớ, cái đó mình cũng câu á, xong mình thảy xuống cái nó dính như rạn, cái mình bứt lên dạ, nó mất. Nhưng bây giờ mình đi ra sâu. Giờ mình lo trong cả. Bây giờ đục được một cái cần câu mới nhưng mà
Anh làm dây mới chưa? Bây giờ anh sẽ sang với cái thước nó bự hơn một chút. Cái đó anh nghĩ chắc cũng được rồi đó. 6 mét mà. 6 mét. Cô chú sợ. 6 ký được không? Được. Cô chú sợ cho. À, còn mấy anh muốn đổi thì đổi. Đổi chứ. Ừ, rảnh thì đổi đi. Khoan. Trời ơi, mình đem nóng ra ngoài sân một chân á. Chắc hôm nay hàng xóm mình nó ở đâu mà có cái mùi thúi dữ. Nực nồng ở ngoài đó các bạn ơi. Cái mùi nó quá trời bay luôn. Kệ đi, lâu lâu mà. Em thèm quá biết sao bây giờ. Nhưng mà các bạn biết sao, mùi này nè, ta ở trong nhà người ta đóng cửa kín mít nè. Sợ người ta đi dạo ngoài đường ta nghe mùi thôi chứ ở trong nhà chắc không có nghe. Mình đem ra ngoài mình sợ làm ở trong đây nó hôi chứ nhà anh Hùng nó la. Chân mắm. Mà cái mắm của Huyền, Huyền mua bên Việt Nam cái Huyền đem về đây để lâu quá các bạn. Cái màu nó sậm quá. Nó đen á, nó bị đen á. Nhưng mà ăn vẫn còn ngon nha chứ nó không có hôi. Cái gì con? Để mình ra mình đem cái mấy cái hộp mắm của mình vô coi cho nó chín chưa. Huyền cho cả nhà coi mắm của Huyền nha. Huyền chia ra hai hộp các bạn, tại nó nhiều quá, xong cái sửng của Huyền hấp nó hơi nhỏ nè, với lại Huyền chia ra mình ăn cái nào mình lấy một cái ha. Hồi sáng mắm của Huyền nó đen thù lùi các bạn, cái kiểu nó lâu cái nó sắc lại á, nó đen. Huyền tưởng nó xay ra, tưởng nó thuốc bắc không cả nhà. Nhưng mà lên vẫn còn thơm ngon lắm chứ nó không có hư ha. Huyền đói bụng quá mà đợi cha con anh Hùng phải tập thể dục rồi tắm ở dưới á, quậy đùng đùng cái hồ ở dưới á, ở cái bồn tắm ở dưới á. Mà em thì đói bụng quá. Bây giờ Huyền à, Huyền phải chiên trứng cho Alex, sợ mắm nó hôi nó không ăn các bạn. Alex ăn cũng được ha, nhưng mà Huyền chiên trứng thêm để sợ mất công ăn nửa chừng ổng đòi. Đó, mời cả nhà ăn cơm nha. Mắm á các bạn, ngon không? Đó bụng quá, còn vét miếng quá ngon luôn. Hôm nay thì còn ăn với lại salad nè, rau thơm với lại cà hả các bạn. À, củ hành sống với lại các bạn biết này gì không? Củ cải trắng á. Củ cải trắng ăn sống cũng ngon nha các bạn, với lại ngò gai. Đó, có nhiêu mình ăn nhiêu ha. À, hôm qua mình đem trái dưa leo về mà tự quên bỏ vô xong cái nãy đi mua mà cũng quên luôn. Đó, ngon chưa cô chú? Huyền tới hai hộp lận nha. Hai hộp gì lận nè. Hấp dẫn lắm. Còn của Alex nè. Alex Huyền cũng ăn mắm được nữa, nhưng mà Huyền làm cái này thêm đó các bạn. Ngon chưa? Còn tuần đã hết tháng 3 mà lận hết, lận nguyên tháng 3 luôn ha. Năm này lạ thiệt chứ. Mấy người ta quyên á, nó nói hoài sao năm nay cũng lạ đó. Hồi tháng 3 vừa rồi nóng lắm rồi. Nóng năm vừa rồi ngồi uống bia giờ này nè. Nóng được luôn á. Dạ. Mười mấy độ cặm. Cái nghỉ tháng 4 cũng lạnh luôn á. Bằng ngày thì làm tầm 4-5 độ. Dạ. Tối thì lạnh 3-4 độ 4. Ừ. Món này cho trứng nữa mà ha. Đánh trứng với thịt vô. Ừ. Từ ngày mà mình quen Quyền đó các bạn, mình ăn đủ thứ món hết á. Chứ mấy cái món mà trước giờ mình chưa bao giờ ăn, giờ dẫn về miền Tây để ăn đủ thứ món hết. Huyền nhớ cái lần đó mình qua đây xong lần lần đầu tiên nhà má ăn ăn Tết ha. Đóng giao thừa các bạn, xong cái Huyền nấu lẩu mắm á, cái nhà ai cũng nói trời lẩu mắm rất mặn lắm. Huyền nấu nước súp hai cái xô bự luôn, mà hồi đó thì bên má thì có mấy anh ở ngoài bà con của má với ba qua làm nông trại các bạn cũng đông á. Nước nấu hai cái xô nước lèo luôn nha,
Với lại mình đem cá cái vài te qua đó, con cá màu trắng đó các bạn, qua bển với bà nhúng lẩu á, trời ơi ăn sạch không còn cái gì luôn á. Họ còn hỏi còn nữa không, nó hết rồi. Lúc đầu nghe móng móng là ai cứ tưởng đâu á, mặn lắm á. Đó, cứ nghĩ là mặn á cả nhà, xong rồi mình nấu á, rồi ăn khoái quá chừng luôn. Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy đó. Lúc đầu em rủ đi ăn bún mắm rồi ha. Mắm á. Nhưng mà sao bún mắm sao ăn được hay gì trời. Nghe chữ mắm nó mặn quá vậy. Chứ chừng mình ăn vô một tô bự luôn á, ăn no luôn, thấy ngon chứ không có thấy chữ mà mặn. Tưởng tượng cái đó, tưởng tượng thôi. Ngon. Về miền Tây không ăn mắm là không phải dân miền Tây. Lần đầu tiên về miền Tây á là ăn được cái bánh đùng ha. Bánh đùng á. Bánh đùng nhớ. Bánh đùng nó chay lắm các bạn. Ăn luôn là nhớ luôn mà, ăn luôn dính luôn. Mà nói chung là miền Tây nấu đồ ăn ngon. Phải công nhận đó. Ngon. Hấp đúng không ạ? Con phải ăn hết tiếng cơm nữa. Trời ơi, ăn hết cái hũ mắm này chắc tối uống nước chết luôn á. Đồ miền gọi miền Tây thì nó phong phú. Bánh xèo rồi cũng khác. Bánh xèo ở trong mình chung chút xíu rồi nè các bạn. Nhỏ xíu à. Với lại bánh phọt anh thấy cũng ngon, bánh căn nữa nha. Còn bánh xèo miền Tây mình bánh căn nó nhiều bột quá. Nó bự mà nó giòn. Dưới trong miền Tây rau nó phong phú hơn các bạn. Rau rồi á. Mình thấy miền Tây rau nhiều quá. Giống như ăn rau miền con vậy đó. Miền Trung thì ít lắm. Ăn cái gì cũng rau quá trời rau luôn á. Ở ngoài miền Trung em thấy cũng ít rau á. Chắc do miền Trung ít trồng rau hơn ở miền Tây trồng rau nhiều. Đất rồi nó dễ trồng ha. Ngoài kia nó khô lắm. Nó hột á. Như trái cây đồ ở miền Tây không mà ha. Để trứng để ăn trứng. Miền Trung thì gắn liền với biển, hải sản ha, cá hải sản nhiều. Để con tính là đeo vô cái áo rồi. Ăn nữa không? Khỏi ăn ít lại các bạn ơi. Lớn tuổi ăn nhiều bận đêm mà nó mau mập quá. Ông nói vậy á các bạn, cái nửa đêm là lên nấu mì được ăn không ạ? Không. Anh nguyên 2 tuần nay lên được lên ký mấy các bạn ơi? 2 ký. Thường thường mình lạ lắm, từ trước giờ cái ký của mình nó giữ y nguyên là mấy chục năm rồi. Nó mà lên khoảng 2 ký là mình biết rồi. Thấy người nó nặng mệt mệt ha. Đúng rồi, lúc đó mình sẽ tập thể thao mình cho nó xuống lại. Nó xuống lại liền rồi. Chứ mình không có để nó vượt ký. Xin thể thao. Chút xin lắm giờ đỡ. Khi mà đỡ. Hồi xưa mùa đông gió mưa gì mình cũng chạy bộ luôn nha các bạn. Siêu lắm. Hồi lúc trước á, lúc mà mình mới qua các bạn biết không, mình đi bộ không có nổi. Các bạn thấy bên Việt Nam mình hỏi cái mình chạy đi xe Honda rồi ha, còn không ấy thì mình đi xe ôm quá. Còn qua đây á, cái gì cũng đi bộ các bạn, mình đi không có nổi. Trời ơi, đi chút xíu là mệt. Nhưng mà đi cái từ từ cái con người mình nó quen á, bây giờ mình đi 5-6 cây số vẫn bình thường. Đúng rồi. Mình thấy bên đây người ta đi bộ thể dục người ta khỏe lắm đó nha. Ở Việt Nam mình cảm thấy vậy đó. Không có cử động nhiều. Mỗi khi đi ra đường chút xíu mình lên xem đa mình chạy, mình mua đồ mình về. Đúng không? Với lại đường xá nó cũng khó đi á. Ở miền biển đồ thì mình đi dạo biển đồ. Nhưng mà ở bên đây rồi nè, mình thấy người ta thích đi bộ các bạn. Ở trong phố đồ thì khó đi. Nhưng mà em thấy người ta có chạy xe ra thì người ta đi bộ rồi, ở đây nè. Hồi xưa anh đi về Việt Nam lần đầu á. Mấy đứa bạn rủ thôi đi ra ngoài dạo chơi. Chứ như không thành lên chứ xem đáng nữa. Chứ tùy đi dạo mà. Nó ở đây đi dạo vậy đó. Chạy xe vòng vòng chơi vậy đó.
Chứ anh tưởng ở đây thì mình nghĩ đi dạo, đi dạo thì mình đi bộ ra cái đường hướng ngoại rồi chơi ha, đi bộ rồi không có. Bến đi dạo là leo lên xe bóng đá chạy. Đâu cả các bạn nghe, từ đó mình đi dẫn cả nhà mình đi du lịch, đi Phú Quốc được chơi á. Thằng Bảo nè, mở năm, con cũng mở năm rồi đó. Đi chút xíu rồi, tụi Huyền đi tốt một chút, tụi Huyền quay ra sao mấy người này ngồi nghỉ mệt các bạn. Trời ơi, bởi đi bộ không quen các bạn. Tại vì ít có đi á, biết không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà đi thường thì bắt đầu người mình quen. Cái mình nói, ủa mấy người đó đông hết rồi, thấy ngồi sao ngồi thở. Đi khoảng 10 phút ha là nghỉ mệt à. Dạ. Không quen á, với lại Huyền thấy cũng đúng thôi. Nóng lực nữa các bạn. Đúng rồi. Đi hồi mệt á. Cho nên ở Việt Nam đi bộ đâu có nổi. Mùa hè rồi nóng lực ở nóng trong quá. Sài Gòn á. Ừ. Ráng cái taxi đi nửa cây của taxi cho nó nhanh, cho nên má mới kể. Cho nên hồi đó má Hùng nói á, trời ơi con, nói về là hở cái nó là taxi mà má thấy từ đây bước qua đó chút xíu à, mà nó cứ taxi đó. Thì mà má bà nói sao ảnh hưởng cái taxi, có lần là anh dẫn bà đi. Nói trời ơi, cái chỗ gì mà khó đi dữ, nó mệt dữ. Bà nó nói vậy, bây giờ má chịu đi taxi, nó chịu. Thật ra bển khó đi bộ lắm. Đúng rồi, em nói á. Mấy người mà buôn bán người ta chiếm lại đường là một, tới lại nóng nực. Khó đi lắm. Vậy cho nên ở bên Việt Nam, mấy xe Honda nó mới thuận á, xe Honda ôm luôn á. Lên ráng ngồi ôm chút xíu rồi tới chỗ. Nhanh. Ăn cái này anh thích ăn nó nồng nồng á các bạn. Dạ. Đủ thứ loại rau vô. Tôi Huyền xử gần hết luôn rồi nè. Ngon giả mang thì cái này giống như ăn trầu á. Đó, chút xíu như này các bạn. Đó. Đó. Nó ngọt ngọt mặn mặn ha. Thơm thơm mùi mắm. Ngon ha. Tuyệt vời luôn cô chú ơi. Quá no luôn rồi. Huyền không có gì hết á, Huyền chỉ có cà nè. Mấy cái này thôi, có gì mình vọt cái này. Trước giờ mình không có ăn được đâu. Từ khi quen Huyền về mình ăn được á. Ờ, tại vì đâu ai làm cho anh ăn đâu mà anh biết. Anh nghĩ cũng tùy theo người làm mắm á. Dạ. Ngon hay dở nữa. Ừ, đó. Nếu làm ngon thì ăn được, dở ăn á, không mặn. Ừ, mặn quá ăn không ngán. Ớn, uống nước mập. Mặn quá ăn không nổi. Củ cải trắng mình có, củ cải trắng mình bào ra một chấm đại ngon các bạn, quá no luôn. Quá no. Xong một buổi rồi các bạn. Xong ơi buổi. Bây giờ tôi Huyền dọn dẹp thôi rồi cho ông nhỏ chuẩn bị cho ông nhỏ ngủ. Tạm biệt cô chú. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem gia đình nhỏ. Yeah, bye bye.